Nam ơi ra đây ta đi nhảy dù lầu đôi to tí giờ ngày. Mẹ mày lên. Nhanh nhanh nào mày ấm nắng vỡ đầu rồi. Mẹ mày bố đây thầy. Tao chôm được vài đồng bố mẹ để trong tủ. Còn tao được hai lon nước ngọt. Hai lon được. Thôi nhanh nào cùng ra quán của bà hai mập. Rồi tao cùng mày chạy bò. Chạy luôn. Mày nhảy ra chỗ này có phải là mình win? Mày đừng có nói to toàn chết chứ còn oai. Mẹ tao. Hai bố im không ngồn nào. Có thấy tao đang bực im mình. Mẹ. Mạng với game như cục xịt vậy. Toàn làm tao chết oan. Tôi biết ngay luôn mà nó trốn học luôn. Bà thì cứ hay can làm nó hóa thành hư. Tắt máy ngay đi về nhà. Về nhà anh cấm đi ra ngoài này. Tao thấy tao đánh mày đánh cả thằng kia nữa luôn. Nam ơi mày không nghe mẹ mong muốn mày khôn ngoan. Kệ nó. Mày không nghe thì mày sẽ lúc thôi con. Đập mẹ kệ con đừng nói lại dài. Con không thích rồi con không học lại. Hey. Cứ gắng học rồi cứ lu bu. Sau này con ra trường con biết làm gì đó. Vì mày nhé nó không nghe lời khuyên. Mày không chịu học sau này nhớ đừng than. Con mẹ dạy con mà con không nghe lời. Sau này ra ngoài con khổ muôn đời. Biết rồi. Cầm xô sexy cho mình. Sách đế. Một ngày có 50.000. 50.000 nữa. Nhìn gì nữa đánh cho bây giờ. Không chú tâm vào ta bắt thêm giờ. Thằng Nam nó bê cây kìa. Rồi ôi. Bởi vì nó không thích học. Mày kệ tao cút luôn nha mày. Còn đứng ở lại tao mách mẹ mày. Ngày xưa ta nhớ ta là ông hoàng. Mà bây giờ đây thế này. Thằng ngày mày lười không đứng dậy làm hả mày. Tiền lương buổi nay tao cắt. Từ bốc đi cháu nghỉ cháu méo làm đâu. Đừng có thấy cháu im mà đánh bắt nạt nha. Cháu sẽ không đi làm thợ. Cháu sẽ chăm ngoan học tập. Cố gắng sao cho thành tài chứ chẳng ngày đêm với ghê. Tao thương 50.000 vì cái tội ngoan. Đủ. Cầm rồi hãy đi đi và chăm chỉ học nha. Xin cháu cảm ơn cháu về nhà. Cháu quyết tâm cháu học bài. Thi đỗ qua trường đại học để được xây dựng ước mơ. Cố gắng học như thế bố mẹ vui. Mẹ chỉ muốn mai sau là con sẽ thành công. Không thuốc than không rượu chè. Không gái trai không cờ bạc. Cố gắng cho tương lai sáng ngời. Dựng xây nước nhà.